Thiền định, lối thoát cho mọi vấn đề. Trích Nguyệt Sang Giác Ngộ số 12, tháng 3 năm 1997. Nghiện ngập ma túy, một vấn đề toàn cầu mà các nước đang đau đầu và cố gắng dùng mọi biện pháp để đối phó. Nhiều hình phạt rất nặng được luật pháp các nước áp dụng, chẳng những đối với người buôn bán, tàn trữ, mà cả người sử dụng ma túy, nhằm trừng trị, ngăn chặn tệ nạn hết sức nguy hại này. Tuy nhiên, hiệu quả của việc phòng chống ma túy đạt được rất thấp, thậm chí có nhiều nơi không giảm bớt lại có chiều hướng tăng hơn. Và tệ hại hơn cả là ma túy đã tràn vô cả học đường. Một số học sinh cũng lao vào thú chơi ma túy. Ở nước ta, ngành giáo dục cũng đang nhức nhối với những con nghiện ma túy non dại. Là người đệ tử tu học giáo lý Phật, chúng ta biết rằng việc gì xảy ra đều có nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân tại sao người ta thích và sử dụng ma túy, tất nhiên sẽ chữa trị được bệnh hoạn do nó gây ra, cũng như ngăn ngừa được sự cám dỗ tác hại của ma túy. Chúng ta nhận thấy một số nguyên nhân đã thúc đẩy người lao vào việc sử dụng ma túy, mặc dù biết nó nguy hiểm. Một số người vì buồn phiền, mệt mỏi, sợ hãi, đau nhức, vân vân, bao vây, họ dùng một liều ma túy là tự nhiên lo âu, phiền muộn tan biến. Đặc biệt, ma túy giúp cho người bị ung thư nhanh chóng lắng dịu những cơn đau dữ dội. Như vậy, ở một mặt nào đó, ma túy cũng có lợi cho những người này vì giải tỏa được tâm lý khủng hoảng, buồn khổ, đau đớn, đưa họ tạm thời trở về trạng thái bình ổn. Mặc dù lúc ban đầu ma túy giúp ích cho người, nhưng về sau gây ra tác hại nhiều hơn vì đã tạo cho cơ thể quen với độc chất, thiếu nó thì bị vật vã, khổ sở, bãi hoại, thậm chí khiến người liều mạng không từ nan tội ác nào để có được ma túy giải quyết ngay cơn nghiện. Ngoài ra, ma túy không phải chỉ thâm nhập vào chốn ăn chơi sa đọa hay những kẻ nghèo khổ ở đầu đường xó chợ như chúng ta thường thấy, mà nó còn là chất xúc tác quý giá cho những chính khách hoặc dân nhân thi sĩ. Thật vậy, để đối phó với những chấn động do áp lực chính trị gây ra, có chính khách đã nhờ đến sự tiếp tay của ma túy để lấy lại sức bình tĩnh, đủ nghị lực vượt qua tình huống khó khăn. Tương tự như vậy, trong lĩnh vực văn học, ma túy cũng góp phần không ít trong việc làm tăng cảm hứng sáng tác cho nhà văn, nhà thơ. Công Bình mà nói, với sự kết hợp ma túy và công việc, họ đã có những cống hiến cho đời ở một chừng mực nhất định nào đó. Tuy nhiên, nó chỉ giúp họ giải quyết nhất thời và sau đó tàn phá cả cuộc đời họ, dẫn đến bế tắc thảm hại. Trước sự tác hại của ma túy, nhiều biện pháp được đề ra, trong đó có các môn chơi thể thao được xem là phương cách tốt nhất. Nhưng buồn thay, chỉ một thời gian sau, người ta lại lợi dụng ma túy để kích thích sự hưng phấn đặc biệt cho tinh thần và tạo sức mạnh vượt trội cho thể xác, ngõ hầu đoạt giải vô địch trong các cuộc thi đấu thể thao. Trong các trường hợp trên, ma túy đã hoàn thành nhiệm vụ mà người tin cậy ở chúng để chống lại stress. Nhưng tệ hại thay, nó lại gây ra stress khác mạnh hơn, và mạnh nhất lại chính là nó, stress ma túy. Đối trước stress thời đại ấy, tưởng chừng như không có lối thoát, thì kỳ diệu thay, vấn đề nan giải bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng với sự cứu chữa của thiền. Thật vậy, để điều chỉnh tâm lý bệnh hoạn, yếu đuối của người trở thành lành mạnh hơn, suy nghĩ tốt hơn và thoát khỏi tác hại của ma túy, hoặc sẽ không rơi vào con đường tệ hại ấy, thiết nghĩ không có phương pháp nào tốt hơn là hành thiền. Chưa nói đến việc thành Phật hay đắc quả vị xa xăm nào, nhưng kết quả tốt đẹp trông thấy trước mắt dành cho người sử dụng thiền định đúng pháp là thể lực và trí lực đều phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều trường đại học ở Nhật Bản mở những lớp dạy về thiền. Nhờ sự luyện tập thiền định do các thiền sư hướng dẫn đúng pháp, đã tạo cho giới trẻ niềm vui bổ ích
khỏe mạnh, trở thành người tốt, lợi ích trong xã hội. Hoặc các chính khách chịu ảnh hưởng thiền, gặp việc biến động, tạm thời ngưng mọi suy nghĩ, tính toán để tĩnh tâm, cũng lấy lại sự thăng bằng cho tâm trí. Từ đó, thấy vấn đề sáng ra, giải quyết việc một cách tốt đẹp. Hoặc ở Thái Lan, một số công ty hoặc khách sạn đã tổ chức thành công các khóa hành thiền cho nhân viên quản lý, mang lại kết quả xác thực, vì đã giúp cho họ cơ hội quan sát lại bản thân, bớt căng thẳng, phát triển được tâm trí, từ đó có cách ứng xử khách quan, đạo đức. Hay ở Âu Mỹ hiện nay, số người được chữa trị, cai nghiện ma túy bằng phương pháp thiền định đã lành bệnh, lấy lại được sự bình ổn về thể xác lẫn tâm hồn. Kết quả ấy đã được báo chí, sách vở đăng tải không ít. Đức Phật dạy, con người có khả năng vô tận, nhưng vì không biết khai thác để cho stress, tức phiền não bao vây, nên tự mình hủy hoại sức mạnh ấy. Thiền định là phương pháp giúp ta giải tỏa stress, trở về phát huy lực siêu nhiên của cơ thể. Vì vậy, người gia công thiền định sử dụng được khả năng nội tại nên tuổi càng lớn thì trí lực càng cao, thể lực càng tốt, thọ mạng càng dài. Trong khi kẻ sử dụng ma túy, lúc sơ khởi có thể đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe ra. Nhưng sau nhiều lần, cứ mỗi lần tiếp thu nó thì bị chất độc hại tác động cho cơ thể bạc nhược thêm, trí óc đờ đẫn thêm và mạng sống bị rút ngắn lại. Thiết tưởng lợi ích hiển nhiên của thiền định cho cơ thể và trí tuệ của con người thật hiển nhiên và có quá nhiều. Chúng ta thấy phần lớn các vị thiền sư tuổi thọ cao, khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, điển hình như Ngài Kono vừa sang thăm Phật giáo Việt Nam. Tuy tuổi đã 80 mà Ngài khỏe như thanh niên. Riêng tôi cũng nhờ công phu thiền quán đã cải tạo được cơ thể mệt mỏi, suy yếu trở nên cường tráng, tâm trí định tĩnh, nghị lực dũng mãnh mới có thể gánh vác Phật sự lâu dài. Không chỉ giới hạn trong việc giải thoát cho người ra khỏi stress ma túy ở thời hiện đại, mà thiền định đã từng hỗ trợ lợi ích cho nhiều việc nan giải khác nhau trong quá khứ. Những vị có một quá trình luyện tập, thâm nhập thiền định, sử dụng được lực nội tại, mang lại sức sống mãnh liệt, an vui, lợi lạc cho người. Hẳn chúng ta đều biết Phật giáo Việt Nam có những trang sử vàng son cũng nhờ đôi tay và khối óc của các thiền sư Đinh, Lê, Lý, Trần. Các ngài xả thân cống hiến cho công việc gìn giữ độc lập của đất nước, đóng góp trí tuệ và lợi ích cho dân tộc trên nhiều lĩnh vực. Phật giáo Nhật Bản hưng thạnh cũng nhờ sự hiện hữu của các thiền sư chứng ngộ. Trong lĩnh vực văn học, những tác phẩm bất hủ mang đậm thiền vị vẫn được coi là kho tàng vô giá, là niềm tự hào của dân Nhật. Và ngày nay, thiền định cũng góp phần không nhỏ trong sự phát triển phồn vinh của đất nước phù tang. Mong rằng mọi người, nhất là giới trẻ của thế hệ hôm nay, sử dụng được phương pháp thiền định đúng đắn, để chẳng những không rơi vào cạm bẫy sa đọa của ma túy, mà tạo cho mình thể lực tốt, trí lực bén nhạy, nghị lực cao, đủ sức vượt khó khăn, giải quyết mọi việc tốt đẹp, lợi lạc cho mình và người, đưa đất nước thăng hoa, đồng nghiệp với các nước bạn.